Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đã qua đỉnh của dịch Covid-19, việc phòng chống dịch đang đạt hiệu quả rất tốt. Chiều 26 tháng 9, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đỉnh điểm của dịch và các chỉ số như ca mắc mới, ca tử vong, ca thở máy đã giảm sâu trong thời gian qua. Bà Mai cho biết Sở Y tế đã có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến theo lộ trình phù hợp. Theo đó, các bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để điều trị bệnh nhân không phải Covid-19. Cụ thể là bệnh viện quận 7 và bệnh viện đa khoa Củ Chi. Theo lịch trình, các bệnh viện dã chiến sử dụng cơ sở giáo dục tại khu vực quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm 2021 để trả lại cho các trường học. Ngành y tế sẽ cơ cấu lại bệnh viện 3 tầng trong một bệnh viện dã chiến và giữ lại các bệnh viện có gắn kết trung tâm hồi sức, gồm bệnh viện dã chiến số 13, 14 và số 16. Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải cho biết tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 9, có 367.081 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 366.598 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh. Thành phố đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó có 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 25 tháng 9, có 3.512 bệnh nhân nhập viện, có 3.495 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện từ mùng 1 tháng 1 đến nay là 190.573 ca, 131 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số tử vong từ mùng 1 tháng 1 đến nay là 14.378 ca. Từ 18 giờ ngày 24 tháng 9 đến 18 giờ ngày 25 tháng 9 đã lấy 1.029.604 mẫu. Số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.024.025 mẫu. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 25 tháng 9 là 9.441.815, tăng 242.022 mũi vaccine so với ngày 24 tháng 9. Trong đó tổng số mũi 1 là 6.814.687, tăng 12.693 mũi vaccine so với ngày 24 tháng 9. Mũi 2 là 2.627.128, tăng 229.329 mũi vaccine so với ngày 24 tháng 9. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.